Người giàu tiêu tiền khác biệt thật chứ. Không phải đâu, nó tiêu tiền không phải tiền của nó thì nó tiêu kiểu đấy. Mình sẽ chạy nè. Ui, nó không mối gì thật đấy. Không mối gì thật đấy. À đây, đây. Cái gì này? Đấy các bạn thấy không, mình để gần như này mình nhìn thấy đó, mắt mình cận nên là lúc mà mình không đeo kính á là mình cầm đồ vật là mình sẽ cầm cỡ này này. Mình muốn nhìn thấy là mình sẽ phải cầm cỡ này này thì mình mới nhìn được. Nên là các bạn sẽ thấy vào trong vlog mình cầm đồ rất là sát mắt luôn á. Gì này? Nhẫn à? Nhẫn. Sao mày lại mua nhẫn, mày mua nhẫn cho ai đấy? Em cái hồi này tóc mới cắt nên trông nó hơi sida. Mình secret. Cái gì ấy? Xin chào các bạn, đây là mình Nắng đây, còn đây là thằng cái chat của mình. Đây là Hưng đây. Đây là Hưng đây à, lâu lắm rồi Hưng mới xuất hiện trên video. Các bạn để ý là mẹ cái phòng của mình cái gì cũng màu hồng không? Bằng một cái điều, bằng một cách nào đấy thì tất cả mọi thứ cứ màu hồng luôn. Đây các bạn thấy là cái áo mình mặc màu hồng, khung màu hồng này. Đấy đằng sau là giường, rồi là thảm này, cái thảm màu hồng này, cái giỏ này cũng màu hồng luôn, chữ cũng màu hồng luôn. Ở đây thì còn cái gì màu hồng nữa, cái hộp nữa. Nó toàn màu hồng thôi, thế mới buồn cười chứ. Mẹ nói hơi bị đồng bóng luôn. Cái thảm này thì mình mua lâu rồi. Còn cái giỏ này á, thì là mua từ cái đợt mà mình tham gia chơi cái tham gia cái giải gì mà ai thua thì phải đội giỏ lên đầu ấy. Là có cận gì ghê vậy thì 4-5 độ rồi. Trong clip mặt hơi sưng nha. Ừ, mặt hơi béo đúng không? Tại vì hồi đấy là mới lên, mẹ mình mới lên cho mẹ mình bị ép ăn quá trời luôn, ép ăn đủ thứ luôn ý. Thì các bạn biết là khi mà mình ăn nhiều quá và mình ăn cả những cái thứ kiểu như là tinh bột này, rồi là nhiều gia vị này, là hôm sau mặt nó sẽ sưng húp lên như thế á. Thì là hồi đấy là cái hồi mặt đang hơi béo béo, và cái hôm quay là mặt hơi béo béo, mấy này đúng không? À cũng có, nhưng mà trong những cái video tuần trước là Hưng không có nói chuyện nhiều. Ờ, chỉ có xuất hiện một xíu thôi. Còn tuần này thì mình với cả Hưng sẽ ngồi cùng nhau ở đây để... Với cả tuần này tô cái son quần què gì mà lên hình nhìn trông chả rõ màu son thì cả, trông cứ như là nó có viền môi ấy nhỉ, trông hơi kinh. Unbox cái đống này, đây là kết quả của một củ mà mình đã cho Hưng tuần trước. Chúng ta sẽ quay lại một tuần trước một tí nhá. Đây là một củ, và bây giờ thì mình sẽ... Không để máy gì xinh hơn đúng không? Không để máy gì sang hơn. Nhưng mà thực ra không phải đâu, mà là do cái video này máy của mình nó hơi xòe và máy của mình nó hơi cứng nên là nhìn nó hơi xấu. Chứ còn nếu mà máy như cái máy mình đang để này ấy, nó kiểu mềm mềm ra thì nó sẽ đỡ hơn. Cái hôm đấy là mới cắt máy, mà máy mới cắt nó sẽ tóc nó sẽ hơi xòe xòe, hơi cứng cứng, trông nó giống như cái mẹ ngày xưa ấy, trông chả tí gọi là Hàn Quốc gì cả. Mà trong khi là cái tóc máy thưa máy mưa là máy Hàn Quốc đấy chứ. Ôi, trông hơi gớm. Cho Hưng một củ này để Hưng mua đồ trên Shopee. Lúc này chưa cắt tóc máy. Rồi sau chúng ta sẽ quay trở lại đây để xem là với một củ này thì Hưng sẽ mua được. Thằng Hưng nhà mình là niềng răng rồi đấy mọi người ạ. Nhưng mà răng của nó kiểu cái cung răng của nó rất là nhỏ ấy. Nên là ngày xưa răng của nó vừa nhỏ vừa chen chúc luôn. Xong rồi khi mà nó đi niềng á, thì là người ta nong nó ra. Kiểu như là người ta dàn răng nó ra á, thì nó còn to được cỡ này. Các bạn nhìn thấy cái cung răng của nó vẫn là rất là nhỏ so với cả răng của mình đúng không? Nhưng mà như thế là còn nong rồi đấy, ngày xưa răng nó kiểu như là nhỏ xíu xíu, xíu luôn mà. Ôi trông buồn cười lắm. Trưa nay chị đi đâu á? Trưa nay chị đi với cả hàng đám đi cà phê. Đi uống cà phê thôi, gì đâu. Hưng để cái máy y chang crush của em một năm trước á. Mẹ nó, cái lúc mà mình làm thăm cái video này, mình có xem lại cái video, à không phải xem lại mà mình lên cái kênh đấy để mình mở YouTube ra, thì đập vào mắt mình ngay, mắt mình nó là cái video hồi thằng Hưng nó ăn cái bánh tráng ấy. Mình quay cùng nó mà review bánh tráng phơi xương ấy, nhìn tóc của nó gọn gàng lắm, trông đẹp trai lắm. Giờ để cái tóc chúng mẹ không khác gì cái chổi cả, các bạn nhìn các mẹ thì cái chổi không? Bây giờ cầm thằng Hưng lên dốc ngược lên là quét được nhà luôn nhá. À, trong cái chổi, trong cái tóc trông vô gớm á, mình đã bảo là cắt tóc đi. Mà lúc mà nó ở Hà Nội á, mình kêu là cắt tóc đi, xong nó kêu là thôi để về quê cắt. Thì chắc là thằng này nó cũng kiểu tiết kiệm không, nó về quê thì cắt nó rẻ hơn. Với cả nó có mấy cái barber ở quê kiểu nó quen rồi á, thì nó muốn về quê cắt. Chứ nó không muốn cắt ở đây, nó không biết chỗ nào cắt hay sao ấy. Cái cuối cùng về nó lại mang nguyên cái đầu này lên, xong mình bảo thế mày về quê mày không cắt à? Xong nó kêu là thôi quên rồi, để em nó cắt ở đây. Mẹ chứ, xong bây giờ cái đầu của nó trông không khác gì cái chổi hết á. Rồi tiếp cho mọi người. Mình không biết đâu, mình để cho nó tự mua. Tại vì là con trai với tóc gọn gàng nó mới đẹp. Mình không thích con trai tóc xòe xòe đâu. Tóc mà dài như này thì thà để đầu cua còn đẹp hơn ý. Thề cô luôn, trong một tuần ok không? Chuyện quá đơn giản luôn, một tuần là quá đơn giản. Quá đơn giản, một ngày em có thể tiêu được. Hay là mình giàu nhỉ? Mình thấy các mẹ với cả các bà là hay thích tóc gọn gàng. Kiểu con trai thích tóc đầu cua hơn là tóc lè xòe á. Thì chắc mẹ mình giàu rồi sao ấy. Tóc em đẹp ngang anh Hưng á. Nhưng mà em xinh. Nhưng mà cần thời gian để sinh tế. Nên là chúng ta sẽ hẹn mọi người vào tuần sau nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ unbox từng món một. Mồ hôi và nước mắt của mình. Thật nhiều. Trời ơi, tiền của tôi chả mồ hôi nước mắt chứ gì nữa. Cái nhiệm vụ này Hưng đã hoàn thành rất là tốt. Không tốt đâu. Đây chưa đủ đúng không? Ok, mình sẽ... Đây chưa đủ mọi người ạ, đây chỉ có khoảng tầm 10 món thôi. Mà đưa tiền cho nó 1 triệu nó mua được 15 món. Thì các bạn biết là toàn mấy cái món vừa ba vật mấy chục nghìn ấy. Cái tông rộng khác hẳn lúc chiều á.
À ừ, thì nó phải khác chứ. Bây giờ mình về cái chỗ an toàn rồi, giọng của mình nó phải khác lúc mà mình ở ngoài đường chứ. Chắc em cũng già chỉ thích cắt trắng đầu á, trắng hai bên á. Ừ, chị cũng thích trắng trắng hai bên đầu. Nếu mà ở trên để dài một xíu cũng được, nhưng mà đặc biệt là gáy với cả hai bên đầu này nên trắng. Chứ còn mẹ để nó dài thì trông nó thể là lôi thôi dã man luôn ý. Ờ, nên là cái lý tưởng nhất của mình là mấy cái tóc mà nó cứ chắc trắng ở đây này, có thể ăn được cắt cũng được hoặc là đầu cua cũng được, nhưng mà cứ gọn gàng. Chứ còn để cái đuôi tóc mẹ các bạn thấy là thò thò lên đen này không? Đấy, ghét rồi ghét. Mắt Hưng đàm đẹp vãi cứt á. Mắt Hưng mà đẹp á thì chắc là cũng giống như chắc là gen nhà chị mắt đều thế đấy. Thế em không thấy mắt chị đẹp à? nhà mình là gen là mắt hai mí với cả bọng mắt to, nên là nhìn nó cứ giống nhau ấy, nhìn nó đều mắt to ấy. Bắt đầu từ cái mó to nhất này trước nhé, để xem đã, để đoán đã. Không cần đoán, mắt Tư nó nhỏ hơn hơn mắt mình, mắt hơn nhỏ hơn mắt cái gì cái gì túi cặp sách ba lô gì đấy đúng không? Sai rồi, không phải. Nhưng mà cái là ba lô, không phải ba lô. Đấy, mắt nó cũng hai cái bọng mắt ở dưới này nó to ấy. Túi của ba lô là bé, không phải túi sách. Cái gì? Cái này nó kiểu cái vải của ba lô luôn ý. Thế là cái gì? Em cũng chả biết là cái gì. Sao lại không biết cái gì? Mày cứ ngồi đấy, mày không cần phải làm gì hết. Cái gì ấy? Tóc nuôi lâu cắt mới đẹp lắm chị ạ. Cái tóc này rất là kén người. Cái tóc mà đuôi mà kiểu các bạn là mullet rồi là cái gì này kia đúng không? Ấy thì nó phải mặt đẹp thì để mới hợp, còn nếu mà mặt mà không đẹp và phong cách ăn mặc không có đẹp á thì nhìn nó sẽ bị lôi thôi. Ví dụ như là các bạn lúc nào cũng trau chuốt rồi chỉn chu như G-Dragon, xong rồi kiểu tóc rồi là người ngậm rồi quần áo nó phong cách nó xì tai thì các bạn để tóc dài đến đầu gối nhìn nó vẫn đẹp. Nhưng mà các bạn để tóc dài nhưng mà quần áo lôi thôi mà không có gọn gàng, không có xì tai xì tủng gì á thì tự dưng nhìn nó bị lôi thôi. Ấy cho nên là cái tóc nếu mà để những cái kiểu tóc mà kén người để á thì phải kiểu như là rất là chỉnh chu quần áo ấy. Như cái hồi ngày xưa mình bảo là cái hồi mà mình nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng ấy là phải hay phải make up và phải mặc quần áo đẹp. Ờ, phải mặc quần áo mà nó match với cả màu tóc của mình hoặc là phù hợp, chứ còn nếu mà người mình mà mặc những cái màu nó không có hợp với tóc với cả mình không make up thì trông như chết trôi, trông rất là lôi thôi, rất là trông không khác gì gọi là mấy cái thằng chẩu tre rồi là đầu đường xó chợ rồi là đại bàng rồi là hổ báo cáo trồn, không khác gì hết á. Đấy, nên là quan trọng là nếu mà mình dùng những cái kiểu tóc nó khó thì phải kiểu như những cái kiểu tóc kén người ấy, thì mình phải có một cái style thật là xịn, trông thật là chất, nó ngầu nó mới đẹp. Ờ đấy, không là giống anh Bảnh đấy, anh Bảnh của các bạn đấy, đúng không nhỉ? Cái gì thế đấy? Cái thảm. Vãi cả đái ạ. Cực kỳ cú te luôn ý. Mà cái mặt đồ này béo vãi. Vãi ở cái thảm này để ở đâu? Cái thảm này mua về nó đã bị gập này rồi, tại vì cái thảm chất lượng thấp mà. Ờ, ví dụ như mua cái thảm mấy trăm nghìn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nó sẽ phẳng và nó sẽ kiểu người ta ship đến người ta sẽ cuộn vào, nó không bị gãy, rồi là thảm nó dày hơn. Thảm này là mình nhìn là biết là nó không bám sàn rồi nha. Ví dụ như là mình có hai cái thảm chân á là rất là xịn, cái thảm đấy là nó sẽ bám vào sàn. Ví dụ mình đi qua mà mình có đá vào nó cũng không, kiểu mình đá mạnh thì nó xê dịch nha, còn nếu mà mình bám đá nhẹ nó không xê dịch đâu, tức là nó có cao su bám sàn ở dưới á. Ấy thì nó mới bám được vào sàn. Còn cái này nhá, sút một phát là bay cả thảm luôn, nó không thể nào bám được dưới sàn luôn. Nhìn là biết rồi á. Nhưng mà thôi, nó không có tiền thì nó sử dụng những cái này là được rồi, chứ bây giờ kiểu nó không có tiền mà nó toàn thích xài những cái đồ xịn xịn thì mẹ chắc cũng hơi đau đầu. mẹ chị chắc yêu chị lắm á. Yêu vãi chửi luôn chứ. Nhà mình ai cũng yêu nhau mà. Tiếp nhá. Phòng em. Ở phòng á. Vâng. Nhà mình nó thích màu xanh lá ấy. Đây là mọi ta thấy hình như cái hình này mày chắc mày để rồi sao đúng không? Đúng rồi, em để hình này luôn ý. Bác là trưởng đúng kiểu trẻ trâu. Thế mà em thích xem phim này cực luôn. Đấy, cụ tệ á. Ờ đó chứ, tại tao nó để 100, cái hình này rồi. 100, 100 nó để avatar 100, hình đấy. Đó, tiếp theo cái này cũng khá là to, mình sẽ bóc luôn xem là cái gì. Thực ra thì mình thấy mọi người unbox hàng bom khá là nhiều, và các bạn trên kênh của mình cũng bảo mình là unbox hàng bom đi, nhưng mà nói thật với các bạn là một là mình chưa biết tìm nó ở đâu, thứ hai là mình thấy kiểu đa phần là mua về không có xài được, rất là lãng phí, đúng. Và những cái đồ mình không có dùng được ấy, nên là mình quyết định là thôi, thay vì một cổ để mình mua hàng bom thì mình cho thằng em mình nó mua, xong mình sẽ bóc thử xem, tại vì nó vẫn có cái yếu tố bất ngờ mà, đúng không? Nhưng mà mình đã kỳ vọng là nó mua cái gì đấy cho mình, nhưng mình không biết là trong này nó có cái gì cho mình không, hay là chỉ tán cho nó thôi. Có thôi đây, cái gì này? Cái dép. Dép sao to này? Mày dép mày xấu ơi. Chân em to mà, chân. Ai ở trường? Vừa cho chị mà. Không, đây mọi người nhìn thấy đâu có vừa đâu, nó thừa mất một đoạn như này. Thừa nhiều vãi trượt. Ừ, to vãi, đây là size bao nhiêu ấy? Em đi thử xem có vừa không? Thế rồi thì... Xuống gì ạ? Bé? Không vừa mà, okay. Nó vừa khít thẳng cái chân to vãi đây. Nếu mà mình đi như này là mình sẽ thừa một đoạn. Trông xấu nhỉ? Trẻ sao được mua cái đôi dép này luôn ý. Ưng đi vừa luôn mà, vừa khít luôn. Nhưng mà sao xấu đấy?
emotional damage. Trông nó cứ lằng nhằng thế nào ấy. Ví dụ màu đen thì đen không thôi, hoặc là kiểu màu vẻ xanh đỏ tím vàng nó mới đẹp chứ. Nó hợp mạnh với cả đạm Việt hơn. Look at this dude. Mùi ghê nữa. Cái mùi nó kiểu mùi nhựa ấy. Này bao tiền? Này bao tiền? 61.000. 61.000. Chúng ta sẽ đến với đơn tiếp theo nhá. Vải, không biết là cái gì ấy. Chắc là khăn rửa mặt thôi, khăn lau đít. Bóc ra mới biết được. Tất à? Tất. Đó là tất. Tất là khăn chùi mặt. Khiếp, tất mà cũng mẹ đồng bóng này á. Ê, phải chị không biết ạ. Đây là tất, nó có gọi là theo tranh của Van Gogh hiểu không? Em tưởng khúc đó chị nói nhầm xanh dương là xanh lá, vậy em thấy xanh dương nó chiếm phần chỗ hơn á. À không, viền xung quanh là xanh lá, còn cái con đấy mặc áo xanh dương. Đang tìm nói gì? Đang tìm nói là tất, mình có một tủ tất nhiều kinh khủng luôn, và mỗi tất mỗi đôi của mình còn một chiếc á, tại vì là lúc mà mình giặt với cả mình phơi là hay bị thất lạc lắm ấy, mà mình mua rất là nhiều tất luôn, tại vì là mình hay đi tất mà mình toàn đi giày thôi, mình đi đâu mình cũng đi giày hết, nên lúc nào mình cũng đi tất hết, thì số lượng tất mình có rất là nhiều, nhưng mà toàn mỗi đôi còn một chiếc thôi, mất hết luôn, cứ dần dần kiểu đấy gì mà nó cứ mất một chiếc ấy, không hiểu, không bao giờ mà giặt xong mà nó còn nguyên một đôi hết á. Thế là bây giờ mình có cả nguyên một cái tủ toàn tất là tất xanh đỏ tím vàng rồi đủ các thể loại, cho dài ngắn các kiểu luôn, chứ hôm nào mình phải vứt vội đi á, chứ chặt hết cả tủ, cứ mua thêm nó lại đầy xong nó lại mất. Sau rồi có hôm mình còn đi tất tất cọc cạch ấy, sau rồi hàng đám, tại vì mình đi cái tất cọc cạch, mình đi cọc cạch nhưng mà hai cái tất đấy cùng là tất Noel, nên là một cái thì chấm 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 kiểu chấm bi á, một cái thì kẻ sọc, thế hàng đám lại cứ tưởng một đôi kiểu nó như thế. Thế hôm đấy mình với bà mê lúc ấy mình đi đâu với hàng đám ấy, mình cúi xuống mình bảo là đi tất cọc cạch này, sao hàng đám bảo cọc cạch á, tao tưởng là nó thế, tao tưởng kiểu nó thế, nhưng mà nó cọc cạch. Máy giặt ăn tất á, máy giặt ăn tất thì vãi cả chửa, đồng bóng giặt nó lại còn xấu nữa chứ, có phải là mỗi đồng bóng không đâu, các bạn nhìn xem cái màu đấy xấu hiểu luôn, như tất bà già ấy. Như tất mấy bà già mà kiểu mấy bà già thường kiểu sợ bẩn đúng không, không dám đi tất trắng, không dám đi những cái tất mà màu sáng ấy, thì thường sẽ đi những cái đôi mà màu xanh dương như này này, cũng không đi màu đen cơ, kiểu gì cũng hay đi màu xanh dương với cả tím than ấy, tím đậm ấy, để cho kiểu cái bẩn nó ở dưới đế, dưới lòng mặt chân nó bẩn tất, nó không bị nhìn nó không bị rõ ấy. Bây giờ mình đi tất trắng nhiều thì nó bẩn rõ, bẩn nó lộ rõ đúng không. Ê xấu thật nha, xấu ỉa luôn ý, thề thằng này nó mua đồ nó không có cái mắt thẩm mỹ gì hết. Trông hơi giả. Đây tất là vớ phải không chị? Đúng rồi, tất là vớ đấy, tất bà em đẹp hơn đi ạ. Đấy, mua như tất bà già luôn, nhờ xấu ỉa luôn ý, thề cái thằng này nó mua đồ làm sao ý, thề em kiểu nhìn cúi xuống mà nhìn chân mày để thấy cái tranh này. Em sẽ gọi là đi chân đất, đi tất không thôi, đi tất không thôi vãi ở đâu, không có ai đôi nữa chứ. Nó giống như kiểu là mình làm nail á, thì đa phần người ta sẽ không thể nhìn chi tiết được đâu, nếu mà mình vẽ nail của Van Gogh em, của Van Gogh đấy, nhưng mà nó thì người nhìn duy nhất xấu, mà nhìn được là mình thôi, chứ còn người ta chỉ nhìn thấy được chủ yếu là lướt qua màu sắc của nó ấy. Thì tất cũng thế, không có ai cúi xuống để nhìn chân của mày xem là nó có cái gì đâu, người ta không cúi xuống thì em sẽ nhưng mà lên. Cái này nó sẽ có tác dụng nữa, mình chụp hình của sống ảo luôn. Tiếp theo tất gì đây? Đấy, đây cái đôi cơ bằng vàng này có đẹp này. Tất em bé lại cái con này nữa. Cút em à. Con này là con gì? Con này. Cái đôi này màu nhìn trông như tất em bé nhỉ, nhìn trông hơi xấu xấu ấy, trông nó không được xịn cho lắm. Con này là con gì? Là phim. Thèm tặng mẹ. Là con này nữa. Thẩm mỹ của con trai thật là không phải con trai đâu em, mẹ đầy là con trai, nó ăn mặc đẹp, nó biết cách chọn đồ, có cái thằng này nó tiết đéo nào ấy chứ, không phải con trai thằng nào cũng thế đâu. Nhưng mà cái đôi vàng vàng này thì xinh này. Cái mặt này thì không đẹp thôi, nhưng mà cái màu vàng này khá là nổi. Ví dụ mình đi tất, mình đi giày mà kiểu hở cổ chân mà thò ít cái cổ tất này ra thì trông cũng được. Đây, Adventure Time á. Mình có biết cái phim này luôn, không biết cái phim Make này. Mấy cà lấu á. Nhưng mà cái tất màu vàng này thì đẹp nha. Cái tất kia thì màu xanh kia thì không đẹp lắm, tại cái màu nó cũng trông hơi đẹp nhiều rồi ấy. Nhưng mà cũng đẹp, nhưng mà cái màu vàng này đẹp hơn. Hay là cho chị? Hay là cho chị? Nhưng mà nó cũng xinh xinh, hay là ông nào mua cho chị đôi. Thôi mình sẽ đến với cả món đồ tiếp theo nhé. Màu vàng đẹp dính luôn. Không có gì sao ấy. Màu dính luôn mọi người ạ. Và cái này sợ cắt, có khi là mẹ cắt vào cũng nên ý. Từ phải cắt rất là cẩn thận. Nào. Đây, phải cắt rất là cẩn thận bởi vì không biết nó có cái gì luôn, nó mua cái gì mà nó lại mỏng đến cỡ này. Ui, nó không có cái gì thật đấy. Không có gì thật á? Đây. Cái gì này? Gì này? Nhẫn à? Nhẫn. Sao mày lại mua nhẫn? Mày mua nhẫn cho ai đây? Em mua nhẫn cho Crut. Cái gì đấy? Thật á? Thật mà. Tại em mua nhẫn đều nó chưa được ta. Nhẫn bạc á? Không, nhẫn bạc. Trước mình cũng có mua một cái nhẫn ở trên Shopee, nhưng mà là nhẫn bạc và có đính đá mặt trăng. À phải đá mặt trăng, hình như là đá mặt trăng hay sao ấy. Trông cũng xinh xinh. Nó mấy trăm nghìn ấy, thì mình thấy cũng được, cũng xinh xinh, cái mua về đeo. Nhưng mà tay mình xấu quá, đeo thì trông nó buồn cười, thế là mình cũng chả đeo, mình để ở kia, xong hai con mèo nó hất xuống đất, nó rơi, xong một long mẹ nó viên đá ấy ra rồi.
mà chưa xài được luôn mỹ ký. Tặng tặng crush để nhận tặng kim cương như thế ơi, tặng nhẫn này. Đợi thử nhá. Sao kiếm được tiền. Để mình con cá nữa thì thôi hình cá. Không 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 bỏ được ra em chặt tay chị em lấy em tặng nữa đây. Tao bẻ mẹ luôn đi chứ đùa. Muốn nó chặt tay mình các bạn ạ, mình cho nó tiền xong rồi nó mua quà tặng gái xong rồi bây giờ mình đeo vào thì nó bảo là chặt tay mình mất dạy không? Rồi thì mình có cần tiết lộ giá trị của cái này không? Cái đơn tất của em là bao nhiêu? 4.000. 84.000 4 đôi. Cũng bình thường, cũng không trả đắt trả rẻ. Nên cá này tại cứ em thích cá thì mua những con cá. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn muốn nói luôn. Mình yêu thề luôn mọi người là mình tưởng là 1 triệu đấy nó sẽ có quà cho mình. Nhưng mà không, không có một cái gì luôn, nó mua tặng gái luôn, vãi ở cứt. Ghê rồi, tí tao mách mẹ. Rồi được. Mẹ mình đang ở dưới nhà, tí mình sẽ mách mẹ. Sao cái điều cười của mình vừa cười đấy. Phải stop để cho cái máy nó đỡ nóng các bạn ạ. Máy Sida quá, nhà hơi thiếu tốn, điều kiện hơi khó khăn nên là đang quay giờ phải dừng lại để cho máy nó đỡ nóng. Nãy đã kể đến đâu rồi nhỉ? Đang kể đến việc thương gan mắc tiếp đi. Không, đang kể đến gì? Gì mà nhỉ? Cái ba cái đầu mà không ai nhớ. Đùa, thôi thì mình unbox hết tí mình nhớ thì mình kể tiếp nhá. Em bây giờ uống á. Theo, mà tao không nhớ là tao tức quá. Đang nói cái gì nhân quên tức vãi trưởng luôn. Nhân nữa. À, nhân đôi phải không? Cái nhân này em mua cho em rồi. Không, chắc mua cho chị đấy. Chứ chắc mua, chắc là thế nào? Ủa, lại đang nói đến cái gì? À, nhớ rồi. Nhớ rồi, là nãy là đang nói đến là ngày xưa là mình với cả hàng đám. Mình với cả hàng đám là kiểu con gái nên là hay được tặng quà. Mẹ mình thắc mắc là tại sao lại nhận được nhiều quà như thế. Thì mình bảo là bây giờ con trai tán con gái là như thế đấy mẹ. Sau này con trai của mẹ mà đi tán gái là cũng như thế luôn. Đấy, mình phải nói trước giáo trước là bây giờ đây. Mua nhẫn tặng gái đây, đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế nên là hơi rộng. Nhưng mà cái nhẫn này đều có thể free size đúng không? Hơi rộng mà đeo vào ngón trỏ, ngón giữa của mình không vừa đấy. Tại vì cái đốt ngón tay này của mình to với cả đái luôn. Tay của mình như tay con trai ấy. Cái này nhiêu tiền đấy? Cái này chắc báo giá được. Cái chắc... 20.000. Thế rồi này. Không trả 20.000 thì tôi này. Thôi được. 20.000 là hơi nhiều đấy. 20.000 là hơi nhiều. Thôi cũng được. Tè rồi. Tôi tè. Nhìn con trong là nhìn mấy cái đoạn tiết đấy không? Tao đã bảo là không có ai cúi đầu xuống để nhìn đâu. Không nhìn mình phải dơ hẳn mặt. Hoặc là mình có thể chụp ảnh gì nhỉ? Chụp ảnh kiểu thế này. Chị Linh đôi nhẫn này đi á. Này là của thằng Hưng mà, có phải của chị đâu. Với cả chị không có làm cái link để nhận hoa hồng ấy. Nên là chưa có, nên không có link em ạ. Thì thằng Hưng mua, chị chưa hỏi nó link. Cà phê đúng không? Xong mình chụp cái này để cho mọi người thấy. Đấy, kiểu selfie. Có một số thứ là mình sẽ khoe kiểu đấy. Kinh quá à. Khoe rồi. Thôi mình unbox vào tiếp theo đi. 20.000 thật á? 20.000 mà. Đắt mà. Cái gì đắt thế hả mày? Tiền ship đắt hơn tiền nhẫn mất. Chắc chảnh lên. Cái này còn tận 5.000 đấy. Cái gì này? Cái gì trong đần độn này? Cái gì tao thấy cái con gì? Tận 5.000 á? Mình chưa nghe đoạn đấy luôn ấy. Bây giờ mình xem lại video mình mới biết ấy. Cái này còn tận 5.000 á? Cái nhẫn nó mua tặng gái 5.000 á? Tao thấy con bạch tuộc. Cái gì thế này? Hả? Con bạch tuộc. Cái gì thế này? Sao có con bạch tuộc ở đây? Trong người mồm nó còn á ra như vậy á? Nó kiểu như vậy này. À cái để à cái này chắc chỉ có cho ép vào giỏ hàng chị không mua. Yeah. Ừ. Thế chứng tỏ em hiểu ý em mua cho chị ấy. Cho chị hay là cho gì? Em mua cho em nhưng mà nếu chị cần em mua cho em. Tại vì là trước là mình có ép cái này vào trong giỏ hàng rồi nha nhưng mà mình chưa mua. Cái hộp rất là to. Này. Bên tí ạ. Hẳn hai miếng này nhưng mà nó chỉ có thế này thôi. Đúng ảo ma thiệt chứ. Cái đây là cái đánh dấu trang sách mình đọc. Ôi rằng nhìn trông nó dài lắm này. Ừ nhỉ. Tao nhìn cái đấy rõ trong trong hại hình trong Shopee nhìn nó dài lắm. Cái này có ngắn tí à, cái này dễ bị rơi ra lắm. Mà cái đầu ấy rất là nặng nha, cầm mà xem. Cái đầu của bạch tuộc ấy rất là nặng. Nên là cái đoạn này có một tí này thì mày chỉ cần dốc ngược cái sách ra tụt mẹ ra ngoài mất dấu trang luôn. Nói chung là chỉ đẹp thôi chứ để sống ảo thôi, không thấy nó có tác dụng lắm. Mình sẽ đến với món tiếp theo đi, sắp hết rồi. Ít quá à. Lúc đầu đưa cho một củ cũng sợ nó mua luôn món gì một củ. Không có gì để bóc cả. Mày làm gì đấy? Quê. Món này là cái gì ấy, bọc chắc lắm. Ừ. One hour later. Để đánh giá 5 sao đi. Thấy cẩn thận quá à, sốt cẩn thận quá. 3 hours later. Cái gì này? Super clean. Rửa giày à? Lau giày à? Sao lau giày vào cái này? Clean luôn gì? Thế là cái gì? Này như là... Cái này mà 50.000. Vệ sinh bàn phím. Cái này thấy chưa? À, super clean. Ôi. Nó kiểu như slam ấy. Nhưng mà sao nó lại như thế này? Nó như em slam ơi, chó này kinh lắm mọi người ạ. Người giàu tiêu tiền khác biệt thật chứ. Không phải đâu, nó tiêu tiền không phải tiền của nó, nó tiêu kiểu đấy. À là mình bóc ra. Đúng rồi. Ơ thế sao mà nó bẩn xong vứt đi à? Eo ơi. Nó như kiểu nó như kiểu slam ấy. Nhưng mà cầm kinh lắm. Nó không rồi thì cái tay em rồi. Eo ơi. Eo ơi, từ từ đấy.
không nó để lại cái cảm giác dính dính ấy, khó chịu ấy. Sao nó có thể ừ, nó cứ dính dính ấy. Gớm vậy à, trời ơi. Ôi giời ơi, sao nó lại mua cái này luôn. Mình nghĩ là nó cứng cứng hơn, nó dẻo dẻo kiểu như cái cao su thì nó đỡ khó chịu hơn, nhưng mà cái này nó nát quá, nó nát quá, lúc mình cầm vào nó cứ ướt ướt, cảm giác cứ dính dính tay kinh lắm. Bao tiền? 50.000. 50.000. Để vệ sinh mặt phím. Nhưng mà dùng được có 50.000 được một cục như này mà dính vài bữa là hết nhỉ. Cái này để lau bàn phím á? Ừ, nhưng mà mình không biết luôn, kiểu những cái ngóc ngách ấy lúc mà mình ấn vào thì mình dí vào xong mình lôi nó ra, chả biết có lôi được không, nó trông có vẻ hơi khó tại vì cái này nó hơi nát, nhưng mà chắc là được. Thì nó sẽ dính theo cái bụi bẩn. Nhưng mà mình nghĩ là cái cục này mình cứ dính nhiều lần là nó sẽ đen xì ngay à nhỉ. Mình cứ dính dần thì nó sẽ đen xì, chắc dùng được vài bữa. Dần. Nhiều lần, nó bao giờ nó bẩn thôi. Thế á? Ê, cái này tức là kiểu mấy cái bụi trong bàn phím đúng không? Tưởng ví dụ mình búp lên mặt nó có hút được lỗ chân lông cái thứ ấy là kiểu bụi bẩn đấy cả, giờ nhờn đấy cả mụn đầu đen không? Hút được cả mụn đầu đen. Có là thử nhá. Thôi. Thử nữa chị. Nhưng mà kiểu tức là cái này nó sẽ không bị vụn nát nát ra đâu, nhưng mà nó vẫn bị dính dính đúng không? À, giống như slime. Ừ. Kinh kinh ấy, kiểu sờ kinh lắm. Mùi nó cũng hơi kỳ kỳ ấy, nó cũng không được thơm lắm. Nó không giống như cái thơm phóng đâu. Thở vãi. Bây giờ đây là kiểu món tiếp theo. Đây một cái có 10 món à, nhưng mà 10 món thì hơi ít, nhưng mà được vừa một cái video tại vì mình cũng nói hơi nhiều. Cái này phải xào xào trộn trộn như slime trước xong mới đỡ dính thôi á. À thế à. Em cũng từng mua nhưng không nhão đến mức nì đâu á. Thế á, sao chị mua nhão vãi, hay là trong lúc vận chuyển kiểu người ta vận chuyển lâu quá xong rồi nó nóng xong rồi nó chảy nhỉ? Không biết được, sợ kinh lắm. Sách cái dao ấy. Sách. Cái sách này em thêm vào cửa hàng chắc phải được 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Đâu nhưng... không phải nửa năm ấy, không phải 3 tháng đâu. Thêm từ lâu lắm rồi nhưng mà thế em. Tại sao hôm trước tao đưa mày tiền cho mày bảo lại chưa dùng Shopee bao giờ? Dạ em thêm vào cửa hàng thì em có mua đâu. Em chỉ lướt thôi. Tức là mày có tải Shopee về rồi. Có tải Shopee về rồi. Nhưng mà chưa bao giờ mua hàng ở Shopee cả. Đúng rồi. Mâu thuẫn. Em sẽ xem là giá ngoài đời. Con trai mà chị mua vậy cũng là giỏi rồi á. Giỏi á, trời ơi, mẹ tiêu tiền mà không biết tiêu nữa thì cũng mà. Xong rồi á, hôm trước là mình đưa cho nó 1 triệu. Xong rồi nó mình hỏi nó là mua đồ Shopee bao giờ chưa. Nó kêu chưa, xong mình cũng bất ngờ. Xong rồi đoạn này tự dưng nó bảo là thêm vào giỏ hàng 3 tháng trước rồi. Xong mình thấy mâu thuẫn ấy. Cả câu trước câu sau nó không có đồng nhất. Cho vô ngăn mát cho bớt nhớt á. Bớt nhớt. Đấy, hóa ra là nó chỉ ấy thôi. Sau một cái đợt mà nó bắt đầu đặt hàng để quay cái này á, là ngày đéo nào có shipper gọi ra nhận đồ hết. Mệt ơi là mệt. Mệt các bạn tưởng tượng là 1 triệu nó mua 15 đơn. 15 đơn thì gọi suốt ngày luôn, rứt hết cả đầu. Bây giờ giá trên Shopee cái nào rẻ hơn. Xong rồi vẫn không mua. Xong rồi không mua. Ờ, sách ở trên Shopee rẻ hơn nha mọi người. Với cả mình, một là cái giá người ta bán trên đấy đã rẻ hơn rồi. Xong rồi thêm với cả mã giảm giá này kia nữa rẻ hơn mình đi nhà sách. Mua trực tiếp ở nhà sách, nhưng mà cảm giác đi nhà sách nó vẫn thích hơn. Mình nghĩ là kiểu lâu lâu mình đi nhà sách mình mua cũng được, thì nó cũng có cảm giác hơn. Tại vì thấy giá bằng nhau. Tư duy sâu á. Nó sách nhìn trông giống như cho trẻ con này, này. Tại vì cái bìa của nó trang. Quyển này bây giờ hôm nay mình vừa thấy nó ở dưới bếp xong. Hôm nay mình vừa mình với cả hàng Đàm vừa đi ăn về xong rồi mở cửa ra thấy quyển này ở dưới bếp xong. Không biết là nó mua sách về nó có đọc hay không, như thấy vứt khắp mọi nơi luôn. Hôm toàn thấy ở dưới nhà, chả thấy trên phòng gì cả. Anh Hưng mua sàm vậy ạ. Ừ, em trai chị đang học 11 á. Họ năm nhất rồi em ạ. À. Đại học năm nhất rồi, chứ 11 gì nữa, cái mặt này mà 11. Chị trông teo vậy. Điểm chung lớn nhất của giới tinh hoa không phải là tài năng xuất chúng mà là tư duy sâu. Bạn có thể lập được kế hoạch chiến lược như thế nào, bạn có khả năng tư duy để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hay không, hay bạn có thể đưa ra được những lựa chọn kinh tế trong thời điểm quan trọng. Tất cả những điều ấy đều cần đến một thứ vũ khí tốt nhất cho não bộ, đấy là phương pháp tư duy sâu. Cái này bao tiền? 50.000. Sao trên này giá 91.000, mua rẻ hơn à? 70.000 nào ấy. Rồi để xem là nó có đọc hay không. Mình nghĩ là đẹp. Đó hơn mua về em thôi. Em đọc rồi, em đọc được một đoạn rồi. Tao thấy mẹ mày tặng sách cho cờ rớt còn hơn là mày mua nhẫn ý. Dạ. Đấy chính xác là bạn chính là bạn tặng sách class rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tặng rồi. Đấy, cái là đúng rồi, cãi rồi. Mình sẽ bóc món tiếp theo nhá. Ui mỏng dính luôn. Mỏng dính. Ủa mua sách thì đấy là rẻ hơn à? Chết mẹ, trước mình toàn ra nhà sách mua. Tại vì cái cảm giác đi nhà sách nó thích đúng, nên rồi. Là đi nhà sách xong cứ bốc về ấy, nhưng mà nó đắt hơn. Ok, anh không cần để ấy đâu. Cái gì đấy? Sao mình mua tiền? À, yes or no? Cái này là để tung lên để yes or no rồi mọi người. Đây mình sẽ bóc ra luôn, unbox luôn của nó luôn. Đây là mình sẽ test thử luôn cái món đồ này nhá. Đây là một đồng tiền xu đấy. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi này là Hưng có nên tặng cho Crush cái nhẫn không hay là nên tặng cho mình này. Nếu mà là yes thì nên tặng, còn no thì là không nên tặng Crush nha. Yes. Tại sao
mà yes luôn. Thấy chưa? Thật ra mà yes luôn. Nhưng mà cái cục này nặng quá. Chị nghĩ là kiểu su nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà này nó dễ mất, đỡ mất đúng không? Cục to thì... À, tung kiểu đấy á? Đúng rồi. Bình thường người ta sẽ tung để tay rồi. Búng mấy phát. Rồi, búng kiểu gì? Búng kiểu gì như này á? Đúng rồi, để này xong búng. Không phải đỡ. Đỡ. Điên đâu. Cái gì cái mặt nó đánh mất no. Trong mặt mình mắc cười á đấy. Trong kiểu đần đần ra hướng dẫn tiêu tiền trên Shopee á. Tặng sách cho crush thì người ta sẽ nghĩ là mày tặng sách là bảo ta thiếu tri thức chứ gì á. Điên à, sách là cái mà nói chung là cũng tùy. Mình nghĩ là đa phần sách là ai cũng đọc được. Nó vừa rẻ này, tức là mua thì nó vừa rẻ này, món quà lại còn ý nghĩa nữa, xong rồi dễ nữa, đúng không? Ai chả thích sách, ai chả thích được tặng sách. Ví dụ như là crush mà không có hay đọc sách á, thì có thể mua những cái dạng sách mà nó kiểu chuyện tình cảm ấy. Các bạn biết mấy cái kiểu sách mà sách tranh không, sách mà kiểu trong đấy có mấy cái quyển sách như kiểu là thư gửi bản thân, cái gì 999 lá thư gửi bản thân hay là 99 lá thư gửi bản thân gì đấy, bức thư gửi bản thân ấy, mà kiểu như là trong đấy cứ mỗi bức thư là một cái câu gì đấy để người ta chụp lại và người ta sống ảo ấy. Nếu mà crush là người ít đọc sách và thích sống ảo thì mua mấy quyển đấy. Còn crush mà thích kiểu triết lý, thích kiểu gọi là tìm hiểu những cái kiến thức sâu xa thì mình tặng những cái quyển mà nó trừu tượng hơn tí, nó hay hơn tí, tiểu thuyết rồi là sách này sách kia, đúng không? Không có người yêu thì đi đâu chơi vậy á, thì ở nhà em ơi, ai bắt đi chơi. Nếu người ta mà ghét thì tặng cái gì họ cũng chê á. À thế à? Không chê đâu, nó chỉ chê bạn thôi. Tặng chú đại bi được không chị ạ? Chú đại bi là cái gì đấy? Không biết, giờ mới để ý á. Để ý cái gì? Tiếp nha mọi người. Đâu? Thầy nó mua toàn cái đồ ngớ ngẩn, mình tưởng con gái nó mới mua mấy cái này chứ. Nó sẽ giúp ta quyết định nhiều việc trong tương lai. Mày phải mua tương một này. Cái nào mà nó kiểu có bốn mặt ABCD rồi thì nó mới đỡ được. Đây là món đồ cuối cùng các bạn ạ. Mình sẽ bóc thử nhá. Hết rồi, nhanh vãi. Mình cứ tưởng là có nhiều đồ nhưng mà không ấy. Chị biết món này nè à. Chúng ta sẽ ăn thử luôn. Đây là cheese. Cái này bao tiền đấy? Tại vì cái này thấy mấy cheese, cái tiệm mà bán đồ ăn người ta bán. Hợp với cả áo của mình nhở? Tăng đi khá là nhiều ấy. Tặng thêm tâm chú 70.000. Cái gì giờ anh ấy mặc áo Free Fire á? Winner chicken dinner mà. Sắp PUBG mà, Free Fire nào. Tặng đắc nhân tâm cho crush hiểu á. Quyển đấy hơi dài, với cả có khi là quyển đấy người ta đọc rồi á. Tại vì những cái quyển quá phổ biến như là Đắc Nhân Tâm thì kiểu mẹ ai cũng đọc rồi á. Chả biết tặng xong rồi người ta đọc rồi thì sao. Chả đi ai chưa đọc Đắc Nhân Tâm hết á. À đâu, 1/100 là PUBG mà, Winner Chicken Dinner mà. Vậy chị cũng có đâu á, có cái gì em? Chị không có người yêu á thì chị đang ở nhà nè. Không hiểu tại sao nó có thể mua một cái nhẫn để đeo tay mà đi khoe với tất cả mọi người có 20.000 thôi, còn một cái để bỏ mồm thì nó mua 70.000. Chắc là mỗi người sẽ có một cách tiêu tiền khác nhau ấy. Mình thì nghĩ là cái sự cân bằng này nó chưa được ok lắm. Đây là cái cheese dessert à? Là vị Việt quất đây đúng không? Chị thấy nó có nhiều vị mà mày mua Việt quất tại vì mày thích Việt quất à? Đúng rồi. Chẳng ngon gì cả ấy. Em ơi, thề nó ngon mà khoe con một cười. Mua 20.000 không? Có em chưa đọc qua mấy quyển phổ biến quá thì em thường không chọn. Ừ. Tại crush thì mua sách hướng dẫn săn sale cho crush là đồ liền. Mua một hộp chi 77.000. Đồ ăn mà, chúng ta đây mua đồ ăn chất lượng. Ôi, nó còn nhỏ xíu xíu nữa chứ. Nó như kiểu phô mai con bọc cười sao ấy. Mình ăn thử một miếng. Nó còn nhỏ hơn miếng phô mai con bọc cười nữa. Cái mùi giống mấy cái mùi sinh tố Việt quất ấy. Cái không phải chẳng ngon gì cả. Chả qua là không dám chê thôi. Nhớ trong thời gian hàng nó bị hỏng như thế. Ok á. Không ăn mà không ăn chua kiểu đó gì ấy. Không phải đâu, kiểu nó chua chua mùi Việt quất giống mấy cái sữa chua Việt quất ấy. Nói chung là cũng ngon nhưng mà nó không đặc sắc đến cái mức 77.000. Không ăn một cười đậm hơn nhiều. Phô mai có một cười nó kiểu mày ngậy ấy, cái này nó chỉ chua chua thôi. Nói chung là cũng... Nhà em có đắc nhân tâm nha, không đọc lại. Nhưng mà người ta ship lâu như thế có khi nào nó hỏng bố rồi. À thôi, nói chung là kết lại nha, kết lại video nha mọi người nào. Đây là tất cả những cái món mà... Tất cả những cái món mà nó... Mà Tạ Hưng nó đã mua được trong cái lúc mà mình đưa cho nó một củ. Nhưng mà ấy, đây chưa phải là tất cả đâu, còn bao nhiêu đơn nữa chưa về nhỉ? Còn 6 đơn nữa chưa về. 6 đơn nữa, tại vì thằng này nó 6 đơn nhá. Quá. Kiểu như là mình đã phải đưa nó trước một tuần. Mình dặn là đấy, chị đưa tiền luôn để mua để tuần sau quay. Mình đưa từ chủ nhật tuần trước đến chủ nhật tuần này. Nhưng mà nó mua hàng quốc tế, nó đặt hàng Trung Quốc. Thế là mãi nó không về, còn 5 đơn nữa. Rất là lâu. Thế nên là hôm nay mình sẽ cho nó thêm một củ nữa. Đây là cầm tượng trưng có 800.000 nó tí ở chuyển một củ sau tiền này của bạn quay. Thì sẽ cho Hưng thêm 1.000.000 nữa để Hưng mua. Để tuần sau thì sẽ tiếp tục quay. Có thể là tuần sau hoặc cả tuần sau nữa gì đấy. Thì tại vì có
5 đơn nữa chưa về cơ, chỗ này chưa đủ 1 triệu mà mình cho nó đâu. Nên là cho thêm tiền để tuần sau kiểu hàng về đủ rồi thì mình sẽ unbox cả một thể luôn nhá. Hôm nay mới có nhiêu đây món à, không có nhiều lắm ấy. Trong tất cả những cái món này thì chị thích món nào nhất? Đấy tao đang định nói. Ok nhất, món nào ok nhất? Món nào kiểu đáng tiền nhất đi hả? Nếu mà món mà đáng tiền nhất thì chắc là sách hoặc là thảm. Tuy nhiên là thảm thì tức là chị thấy cần thiết nhưng mà chị không thấy cái thảm này đẹp lắm. Ấy là kiểu cái chất lượng của nó, chị nghĩ là chị thích cái thảm mà nó dày hơn tí. Còn sách thì chắc chắn là sẽ là cái gì ok nhất. Rồi Hưng thấy món nào đáng tiền nhất? Đáng tiền nhất thì sách, sau rồi đến dép. Dép đẹp mà mọi người, đẹp mà đúng không? Xấu quá anh, xấu quá anh cả. Chẳng lẽ mình lại mang ra xách cái đôi dép cũ của mình về cho mọi người xem. Cái đôi dép của mình xinh lắm, cái đôi của mình là cái đôi trắng ấy, cái đôi hình con gỗ bắc cực ấy, như thế nó mới cute đấy. Cái đôi dép trông nó chuẩn bị thành gấu nâu rồi nhưng mà nó vẫn đẹp. Cái đôi này trông như mấy cái thằng đôi chè chung. Thôi, nói chung là gặp lại mọi người trong video tiếp theo khi mà Hưng đã dùng cái số tiền này để sách mua chả thấy cái gì đáng tiền hết. Thì chắc là buổi sau mình sẽ có nhiều món hơn. Tại vì có 5 món nữa chưa về cơ. Lâu quá, mà hôm nay thì đến ngày quay rồi nên là quay thôi chứ còn cái này ít quá nhỉ. Thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye. Bye, hẹn gặp lại mọi người. Bye. Là mọi người nhớ là nếu mà thích video này thì like với cả sub kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nhé. Để mình ra video nhiều hơn. Với cả video sẽ được đăng lên vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Chị tôi ăn cơm nhá. Chị ăn cơm ơi. Chị ăn cơm. Hello. Ôi. Một gặp một confirm gấu bắc cực cực xinh thật ạ. Gấu bắc cực xinh thật ạ. Chị đang định mua đôi mới này tại vì cái đôi gấu bắc cực nó bị nâu quá rồi, nó bị bẩn quá rồi, đang không biết được là bữa nào bảo viện có nên mua đôi mới không. Xong rồi. Đấy, thế là video kết thúc ở đây mọi người ạ. Thì quên mất chưa kết lại nhỉ. Đang định nói cái gì ta? Đấy là video unbox, dạng video unbox này được một cái ưu điểm đấy là rất là đơn giản. Cực kỳ đơn giản, chả phải chuẩn bị cái mẹ gì cả. Tất cả những cái gì mình cần đấy là đưa tiền cho thằng Hưng xong rồi nó mua về, xong rồi là mình dùng cái gọi là reaction của mình, cái biểu cảm của mình để mình quay thôi á. Mình chỉ bất ngờ hay là mình nhận xét, mình thấy nó hay hay thấy nó dở, hay là mình thấy nó đáng tiền hay không, rồi là đấy thì mình kiểu như là cứ thế là mình bóc thôi, mình không cần chuẩn bị cái gì. Tại vì hai cái video trước đấy là niềng răng và PMS ấy, là mình phải làm kịch bản rất là mệt và khi quay nó cũng cực kỳ vất vả luôn. Mình sẽ phải đổi góc, mình sẽ phải thay quần áo, mình sẽ phải quay này quay kia, bám sát kịch bản rất là mệt. Nhưng mà unbox rồi mẹ quay chỉ cắm máy ở đấy thôi, quay từ đầu đến cuối xong rồi về editor edit cũng nhàn, mà mình quay cũng nhàn luôn ý. Mỗi tội là tốn tiền thôi. Đấy, các bạn biết là mỗi lần unbox nó là cũ.